Giờ mình đi tới cái tiệm cái tại đóng xuồng rồi. Tại đóng xuồng của anh thứ năm hả anh? Dạ. Anh năm. Và mình thấy anh năm có đóng sẵn chiếc xuồng này, mình tính qua đặt mà mình thấy anh năm có đóng sẵn chiếc xuồng này thì thôi mình mua chiếc xuồng này luôn. Anh năm, chiếc xuồng này anh năm bán nhiêu vậy anh năm? 3,2 triệu. Dạ. Dạ em muốn mua chiếc xuồng này, em thấy chiếc xuồng này em cũng vừa ý thì anh hai anh năm có bớt cho em không? Đấy nói vậy thôi, cô ấy có quen rồi cũng già dạ. Chứ thôi bớt cô lấy chẳng cô 3 triệu. Dạ. Vậy em lấy chiếc xuồng này thì như vậy thì anh có lắp là dò được cho em nữa không hay là vậy dạ thôi? Không, test ra test làm đường hèm à. Dạ, test đường hèm rồi bơi về. Rồi dạ. Về tự mình lắp dò cho dạ. Vừa ý. Dạ. Vậy này cái này chừng nào mà em chở bơi về được cho anh năm? Coi mai nay 24, 25, 25, 26 gì cũng được. Dạ. Có bữa nào mà thử thử nước á. Dạ. Thử nước cái mình đi về còn mắt không đoạn nước nữa. Dạ. Dạ. Thận nước mình đi với dứt sáng đi cho nó mát chứ dứt tưa bơi không nổi đâu. Đi phải dạ dứt tưa đi nắng dữ lắm ạ. Ờ đúng rồi, sáng mốt đi là vừa lắm, hôm nay sáng mời còn sớm. Dạ. Vậy là qua đây rồi anh đồ khi dùng tụi em ra sông. Ờ để sông dạ. Nước còn gần quá dạ, xuống dạ, tới dạ. Ra sông rồi tụi em dạ. Bơi gì bơi gì. Rồi phải rồi vậy lòng mốt đi. Được, được hai cái dầm ha. Ừ. Này không có ai chèo hả anh? Đi anh Năm đi. Anh Năm. Cái xuồng này không có chèo hả anh Năm? Dạ không. Nó làm mà bổ sẵn đó mà đều cây, không có cây chút chèo. Dạ. Tưởng có cây chèo, mua cây chèo. Cây thì có kia mà dạ. Mất rút không à. Dạ. Dạ. Anh Năm tính đóng cái xuồng này là anh Năm để xài. Mà hay mình qua mình thấy thì mình thấy mình cũng vừa ý, thôi mình mua luôn. Cái xuồng này bự bự đặng về mình có chở gì chở đi, sợ không có sợ nó lắc thì không sợ nó chìm nữa. Dạ. Có vụ mà chạy muốn đóng nó nhỏ quá thì mình đi nó chìm, chở đông người nó chìm. Cái lường này không bao giờ lắc đâu. Dạ. Dạ, dạ. Tôi cũng tính làm ấy, có ấy tôi thả lưới nên tôi làm nó lường tải tôi kèm dạ. Lên để cho nó bụng sâu lường nè. Dạ, dạ. Dạ. Vậy cho thả xuống mà cao lắm thả. Ghe này bự hơn ghe của anh Ba vậy. Nhỏ hơn ghe Út nó mua cũng có kỳ nó mua ăn đây nè. Có mùa có chiếc là hình như 6 thước rồi hay gì á. Đúng rồi, 5 thước rưỡi 6 thước rồi 5,8 gì đó. Còn chiếc của ông Ba như đâu 5 thước 5 mấy tôi quên dạ, rồi. Nhỏ hơn cái này. Ừ. Dạ. Giờ mình gửi tiền cho anh Năm luôn. Gửi tiền cho anh rồi cái mời mình mới anh lấy chiếc ghe. Dạ. Đếm lại đi anh Năm. Tiền qua tay phải kiệm. Rồi đủ. Dạ. Vậy em cảm ơn ngày cái mời em chở chiếc ghe anh Năm. Dạ. Một giờ mai tụi em qua. Dạ dạ. Dạ. Vậy giờ em về luôn anh Năm. Dạ. Đây là cái chiếc xuồng. Chiếc xuồng của cái chú Ba bên Mỹ tặng cho mình. Thì cái chiếc xuồng này chiều dài nó 5 thước rưỡi. Còn như cái xuồng này thì cái miếng ngồi của mình nè. Cái miếng này thì nó gờ ra nha. Mình đây mình làm mấy lỗ nè. Có cái lỗ gì để mình moi mình lấy cái miếng này ra. Đó. Mình không muốn đậy cái miếng này nữa thì mình ngồi moi miếng này ra. Đây là cái mũi thì mình ngồi lên đây thì mình mở cái miếng này ra để mình ngồi mình thòng nó dò xuống như vậy. Để mình bơi cho nó dễ. Còn có cái mũi thì mình khó ngồi một chút. Còn mình ngồi xa thì mình bắt lên. Để cái miếng này lên. Ví dụ như mình đi chài hay ấy thì mình để đi chài đi đâu thì mình để cái miếng này lên. Để cái miếng này lên thì mình ngồi trên đây. Chứ mình ngồi mũi mà mình ngồi heo ở trên đây á, dễ lật cái dũng như đó. Ví dụ ngồi ở đằng sau mà đưa vô bụi lá là mình bị lật cái dũng. Còn đây là hai cái dầm. Mình mua chiếc xuồng này thì người ta tặng cho mình hai cái dầm này để mình bơi, cái dầm mũi, cái dầm lái là được hai cái dầm, nhưng mà không có cái cây chèo, cái xuồng này không có cây chèo. Còn cái này là người ta gọi là cái cong của chiếc xuồng này, cái cong của chiếc xuồng, cong đà, đây là cái cong, còn cái này là cái đà, cong đà, cây nằm ngang đây không có trên đây thì gọi là cái đà, còn cái này nằm dòng lên đây thì gọi là cái cong dài lại đây. Rồi đây là cái lái này thì nó cũng có cái miếng để mà mình lấy ra như vậy,
cái lá thì nó nhỏng hơn cái mũi để mình ngồi. Đây là cái lỗ này để mình cắm cái cột chèo vô, nhưng mà người ta không có làm cho mình cây chèo. Ta mình muốn làm cây chèo thì mình phải mướn người ta vuốt thêm cây mình cây chèo. Cái cột chèo này thì mình làm được, mình kiếm cây mình sọt vô ngay đây, mình để vô ngay đây thì mình làm, mình để mình chèo. Còn mình không chèo thì thôi, người ta cũng đóng sẵn cho mình để mình chèo. Rồi cái chú ba tặng cho mình chiếc xuồng này thì để mình có phương tiện để mình đi tới lui vườn của mình, để chiếc xuồng mình nó hư rồi thì mình cũng cảm ơn của chú ba rất là nhiều. Chú ba đã giúp đỡ cho gia đình mình có được chiếc xuồng để mình bơi tới bơi lui để tới vườn để cắt cỏ rồi cho dê ăn. Mình xin chúc cho chú ba luôn luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Cô hai có cái chú ba ở bên Mỹ gửi tặng cho cô hai 200.000. Dạ con đi cô hai. Cô hai cũng gửi lại cảm ơn chú ba nha. Chú ba dạ. Cô hai gửi lời thăm chú ba và gửi lời thăm cảm ơn chú ba tặng cho cô hai 200.000. Có chú ba ở bên Mỹ, chú ba gửi nhờ Thiếm gửi cho vợ Hải 50 đô. Thì Thiếm có hỏi vợ Hải nói đổi ra giùm, Thiếm đổi ra luôn là 1.160.000. Rồi giờ Thiếm đưa Thiếm tao. Con cảm ơn. Cảm ơn chú ba đi. Con cũng xin cảm ơn chú ba. Chú ba cho tiền con vui lắm mà con cũng không biết nói gì á. Giờ con xin gửi lời cảm ơn đến chú ba. Con xin chúc chú ba được nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Con cảm ơn chú ba. Sáng giờ đi đâu mà Thiếm kiếm quá trời luôn ạ. À, con đi mận bên vườn á. Giờ nói chuyện chú ba một chút nha. Sáng giờ Thiếm điện quá trời luôn, điện mà cái máy không có liên lạc được, cái máy bị gì vậy? Cái máy con nó tọc tạc, nó hư từ hôm đó nay vậy. Lâu lâu khi vô khi không. Vậy sao là làm sao mà cho nó nghe được, thì làm sao nó nghe không được, ngộ hả? Khi nào con thấy nó tắt nguồn đó thôi, con dỗ dỗ nó. Dỗ dỗ làm như nít khóc vậy. Nít khóc thì dỗ. Nít khóc dỗ, nít cầm này dỗ thì nó kêu hả? Điện kiếm là như kiếm giám đốc vậy. Điện mặn chết luôn. Vậy bữa nay cái mợ bãi cũng bị bệnh rồi, cái điện cũng mở bệnh sáng chú cậu bãi Dũng có đưa đi khám gì hư, hôm nay mấy ngày nay bị đau đau gì quặn quặn gì trong bụng á, rồi cái cũng không xuống chơi được. Thì hồi xưa có vợ chồng Tường An xuống, bữa nay thì Thiếm Chính thì đi công chuyện gì không có nhà đi, rồi cái hồi xưa này có vợ chồng Tường An xuống chơi, nay chủ nhật nè Tường An xuống, chủ nhật Tường An được nghỉ. Này Thiếm tiền này Thiếm mới lấy hồi chiều hôm qua ừ. Rồi bữa nay cái Thiếm kiếm thì Thiếm đưa cho mừng để mừng. Có tiền là mừng. Ủa Thiếm vậy ngày mình đổi tại chỗ Thiếm lãnh luôn hay sao? Không có, Thiếm đi tới tiệm Thiếm đổi. Tới mình tới ngân hàng hay gì đó mình đổi. Thì mới có mừng nữa không? Mừng coi chưa? Chưa. Trời nắng quá trời luôn lên mận. Trời ơi, hồi trưa này cũng nắng sao mà quá trời quá đất luôn. Đi. Giờ bấm không được. Chú ba ở bên Mỹ có nhờ bác gửi cho tặng cho nhân 300.000. Thì cho con bé 500. Dạ con cảm ơn chú ba nhiều, cảm ơn bác bả nhiều. Con ơn chú ba được cái bác chỉ đưa giùm đi. Dạ con cũng cảm ơn chú ba và các ông bà, cô chú và các anh chị. Mặc dù chưa gặp mặt lần nào nhưng đã rất là quý mến và luôn ủng hộ, giúp đỡ gia đình con. Con xin chúc chú ba, ông bà, cô chú và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mình cũng cảm ơn chú ba và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình mình. Mình cũng chúc cho chú ba và tất cả các mạnh thường quân luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe và trẻ đẹp. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem video của mình. Mình mời các anh chị và các bạn xem tiếp video mới của mình và nhấn nút đăng ký và chia sẻ ủng hộ giúp mình. Và mình xin chúc cho các anh chị và các bạn có một buổi xem video thật là vui vẻ.
Dạ, bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.